cái tình trạng của Ukraine thì chúng ta đã biết rồi. Và Nga đang áp lực và tấn công một cách dữ dội. Nga muốn làm điều đó. Nga phải cần có một cái hậu cần vững chắc. Có nghĩa là Nga phải sản xuất vũ khí nó kịp với sự tiêu hao mà trên chiến trường Nga đang sử dụng. Các quý vị biết là Nga sử dụng một ngày nhiều khi mười mấy, 20.000 viên pháo. Chưa nói máy bay và quả tiễn và Nga phải sử dụng. Và Nga muốn có một sự áp lực mạnh và muốn tạo ra cuộc chiến thắng thì Nga phải cần tiếp tục sản xuất vũ khí với cái công suất nó phải lẹ hơn. Gần đây nhất thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga là ông Shoigu đã ban lệnh sản xuất tối đa và phải cung cấp nhanh lẹ cho phía bên lực lượng quân đội. Và các quý vị cũng biết là cái công suất mà sản xuất của Nga nó có giới hạn. Nga muốn làm điều đó, Nga phải có sự hậu thuẫn. Và hậu thuẫn từ đâu? Là từ Trung Quốc. Và bây giờ, Mỹ đã đưa ra một cái danh sách rất là dài, trong đó nhắm vào tập đoàn công ty của Trung Quốc và của Nga. Đây là một cái đoàn mạnh của Hoa Kỳ để ngăn chặn tối đa cái khả năng sản xuất vũ khí của Nga trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì các quý vị cũng thấy đó là Nga đang chạy đua và sản xuất vũ khí. Nhưng mà trong những ngày kế tiếp, cuộc sản xuất của Nga nó sẽ bị đứt đoạn. Và nhiều lãnh vực Nga và Trung Quốc sẽ gặp khó khăn về vấn đề bàn giao vật liệu. Và cái này cũng là tin vui. Mà không riêng biệt vì Mỹ đâu. Mỹ là cái bước đầu tiên, vài ngày nữa, cái danh sách của châu Âu nó không thua kém về Hoa Kỳ. Và đây cũng là một cái bước ngoặt mà không phải chỉ có nhắm riêng biệt về Nga. Các quý vị ngày xưa là nhắm vào Nga không? Nga. Nhưng mà bây giờ biết là cái cách đó nó không hiệu quả. Phải nhắm luôn ông Trung Quốc. Phải nhắm cả hai ông. Vì hai tụi bay đã bắt tay với nhau. Và cái điều này đó là một cái điều tuyệt vời. Tới bây giờ sau 2 năm 2 tháng thì họ mới ngộ nhận ra cái điều đó. Nó quá muộn màng nhưng mà ok, có còn hơn không. Con người Nguyên dễ lắm các quý vị, đối với Nguyên là muộn. Nhưng mà ít ra họ cũng tỉnh giấc và họ có những cái hành động. Nên hiện bây giờ họ trừng phạt là trừng phạt song song. Trung Quốc nghe. Và đánh cái đòn này nó sẽ làm cho cái kho sản xuất vũ khí của Nga nó sẽ bị đứt đoạn. Đó là bản tin đầu tiên khá hấp dẫn đúng không? Và cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị cái vấn đề năng lượng dầu hỏa của Nga đã bị thiệt hại như thế nào. Thì các cô chú anh chị em cũng biết đó, ông Nga đó tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận. Khi lúc đó cái phòng thủ của Nga với những hạ tầng năng lượng của mình đó, thì không bảo vệ nổi. Nên sự việc nó như thế nào? Ngày hôm nay thì Ukraine đã dùng máy bay không người lái, đã tấn sâu, tiếp tục sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Đặc biệt là bắn vào cái nơi chứa dầu cách biên giới miền Nam Moscow 400 cây số. Đó, quất vào cái năng lượng te tua luôn, bốc cháy dữ dội. Và bốc cháy dữ dội thì làm cho chúng ta cũng sốt ruột dữ dội. Đó, các vị biết lý do tại sao rồi đó. Nên là mấy ngày gần đây thì cứ mỗi ngày thì chúng ta đều nghe những bản tin là kho chứa dầu của Nga đã bị tổn hại. Và nó lặp đi lặp lại trong cả tuần gần đây. Và để chúng ta thấy rõ là sự tổn thất của Nga cũng nặng nề không thua kém. Tuy rằng Nga chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng Nga không đủ khả năng bảo vệ cái hạ tầng của mình. Và Nga cũng tổn thất càng ngày càng nhiều về vấn đề dầu hỏa. Các quý vị phải biết rằng là Nga kiếm tiền bằng từ đâu? Nga kiếm tiền bằng năng lượng, dầu hỏa, khí ga. Và bây giờ những cái chỗ này đang bị thiệt hại. Nga trong tương lai không còn bán được cho ai hết. Bản thân của mình không biết có đủ xài cho cuộc chiến tranh hao mòn này hay không. Nên là đang đánh vào cái túi tiền của Nga. Một đánh rất là sâu. Và nếu cái túi tiền này thành công thì Nga đói và chúng ta cũng đói chung. Khổ là chỗ đó đó. Nga khó khăn về năng lượng thì chúng ta cũng chẳng có được tốt đẹp gì, nhưng mà khổ là chỗ đó. Thôi, bắt chước theo Nguyên bác. Mua cho một cọng dây nịt. Rồi xét cái bụng vào và tập bớt ăn, bớt cử đi. Chứ Việt Nam mình ăn nhiều quá. Nguyên thấy người Việt Nam mình là ăn quá nhiều cử. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, khuya ăn. Ăn quá thì nhiều cử. Cái thời gian ăn không là hết rồi. Nguyên ăn một ngày một cử một. Nó gọn, nó lẹ, nó dễ các quý vị. Nó dễ, nó gọn, nó lẹ.
không có gì cả. Và bây giờ, Trung Nguyên cập nhật cái bản tin quan trọng nhất cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, một bản tin chấn động nhất mà các quý vị muốn biết. Đó là một vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, với cái tình trạng của Ukraine đang khẩn cấp, với cái bối cảnh chiến sự đang leo thang và tình trạng của Ukraine đang khó khăn, thì một vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã có một cái lời đề nghị sau đây, mà cái đề nghị này nó cực kỳ là hay luôn. Đó là ông nói là bây giờ bơm chùm đó là cái loại bơm á, mà không được quyền sử dụng. Cái loại bơm không được quyền sử dụng, các quý vị, loại bơm chùm không được quyền sử dụng. Mà các quý vị cũng biết là Mỹ có nhiều lắm. Những cái loại mà Mỹ đã sản xuất cách đây lâu đời, Mỹ đã có nhiều lắm. Và cái điều đó, hiện bây giờ ông nói là bây giờ chúng ta cũng không sử dụng, mà chúng ta cũng không tiêu hủy thì quá uổng. Thì cứ gửi Ukraine cho Ukraine đi. Hãy gửi cho Ukraine khi Ukraine họ cần bơm chùm để mà họ tấn công. Họ cần bơm chùm để thay đổi cuộc chiến. Mà bây giờ chúng ta phải tiêu hủy nó. Chúng ta để trong kho không được, mà tiêu hủy nó cũng uổng tiền. Thì để làm cái gì mà khi chúng ta có rất là nhiều bơm chùm Mỹ không được quyền sử dụng. Vì đó là những trong những vũ khí cấm. Mà Nga sử dụng được thì tại sao Ukraine sử dụng không được? Ông nói bây giờ Nga vũ khí hóa học nó cũng xài rồi. Vũ khí gì nó cũng xài hết. Vậy tại sao chúng ta không viện trợ Ukraine cả đóng trong kho chúng ta? Cái loại bơm chùm mà nó không, chúng ta không bao giờ sử dụng được hết. Chúng ta không được quyền phép sử dụng. Chúng ta đặc biệt là Mỹ không được quyền phép sử dụng. Vì Mỹ là những cái người đã mang cái lệnh cấm trên toàn cầu sử dụng vũ khí này. Và nó đã sản xuất nó từ lâu trong kho của Mỹ rồi. Nên là Mỹ, hay là cái ý định của ông. Nếu mà cái ý định của ông kêu gọi quốc hội của Mỹ đồng ý, quốc hội của Mỹ đồng ý, thì cái bơm chùm là một loại vũ khí đáng sợ, đáng lo. Vì nó là một cái, nó không có một sự chính xác. Nó là một cái sự vũ khí trên viện rộng. Viện rộng nó thể làm thiệt hại nặng nề đến những người dân thường. Các quý vị, mà chiến tranh ở chỗ Ukraine làm gì có dân thường. Các quý vị chờ nguyên 3 giây nha. Nguyên chỉnh cái này một chút xíu. Và bây giờ Trung Nguyên tiếp tục cái bản tin. Thì các quý vị cũng thấy rõ được á, là cái sự việc đó, cái sự việc đó là bơm chùm nó quan trọng. Quan trọng cho Ukraine. Vì người ta cấm bơm chùm á là người ta sợ có dân thường. Mà cái nơi giao tranh giữa Ukraine và Nga thì đâu có dân thường. Là cái nơi đồng bằng và là binh sĩ mặt trận bên này với bên kia cách nhau 5-6 cây số. Nó không có dân thường ở. Nên là đối với Nguyên á, yểm trợ bị bơm chùm mà Mỹ đã có từng gửi cho Ukraine rồi. Mỹ đã từng gửi rồi, nhưng mà Mỹ gửi với một cái quy mô nhỏ. Mỹ gửi với một cái quy mô nhỏ. Chứ Mỹ không có gửi với một cái quy mô lớn. Cô chú anh chị em. Nên là cái điều đó mới nói là tại sao không gửi với một cái quy mô lớn luôn mà lại gửi một cái quy mô nhỏ như vậy. Thẳng tiện là gửi luôn. Bây giờ trong kho nó quá nhiều mà không biết làm cái gì thì gửi cho nó cực kỳ là nhiều luôn. Đó là cái nhìn của Nguyên đó, mà hiện bây giờ một ông vị thượng nghị sĩ ông mới có đề nghị như vậy thôi. Ông mới có đề nghị như vậy. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga và một cái sự việc khá là nổi bật mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Bơm chùm sẽ thay đổi nhiều cuộc diện. Và bây giờ cho Nguyên mạng phép cập nhật cho cô chú anh chị em bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Về vấn đề Trung Đông. Tình trạng của Trung Đông thì các quý vị cũng biết, chiến sự của Trung Đông đang ở trong một cái giai đoạn khá là gay cấn. Đặc biệt là giữa Iran vừa qua, một cái vị tướng lãnh của Iran đã bị ám sát ở tại thủ đô. Thì tình hình nó đã dấy lên một sự căng thẳng, một sự căng thẳng không hề nhẹ nha. Một sự căng thẳng không hề nhẹ. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rõ được là Iran đã có những cái biện pháp tuy rằng im lặng, nhưng người ta đang sợ là cái sóng gió nó sẽ quay trở lại. Thì hiện bây giờ Do Thái đã bị tầm nhắm. Hiện bây giờ thêm ông Nam Phi và ông Thổ Nhĩ Kỳ đã kiện lên tòa án của quốc tế nhắm vào Do Thái với cái cáo buộc của Do Thái là tội ác chiến tranh. Đó, và tội ác diệt chủng. Ông Nam Phi, ông cũng kiện, ông tuốt ở dưới Nam Phi đó, ở bên châu Phi tuốt ở dưới đó. Ông cũng kiện, ông và dưới ông Thổ Nhĩ Kỳ cùng đưa cái đơn kiện. Hiện bây giờ Do Thái đang gặp rất là khó về vấn đề ngoại giao. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu
cắt đứt bang giao với Do Thái, vì tình trạng cuộc chiến tranh ở tại Gaza đã dẫn đến nhiều người dân thường đã thiệt mạng. Hiện bây giờ tại Mỹ thì các quý vị cũng biết cả Mỹ và người ta biểu tình đó. Bữa nay thì chính phủ Mỹ đã bắt 300 sinh viên vì cuộc biểu tình về muốn ngừng cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông. Thì nói chung là cái tình trạng của Do Thái đang gặp khó, đặc biệt là tòa án quốc tế có thể lệnh truy nã bắt ông Netanyahu trong những ngày kế tiếp. Nếu ông không ngừng cuộc chiến này, thì tình trạng của Do Thái đang gặp nhiều thách thức và khó khăn. Biến cố của Do Thái có những cái biến cố gì mới hay không, tình hình Trung Đông nó có thể lắng động và giải quyết ổn thỏa hay không, còn chưa chắc. Nguyên thấy đâu đó những cái bàn tay nhơ nhuốc, họ vẫn đang muốn bỏ dầu vào lửa và muốn chọc giận Do Thái để cho Do Thái có những cái hành động sai lầm, và họ đang cố tình làm điều đó. Và hiện bây giờ thì chúng ta đã thấy được cái tình trạng của Do Thái đang gặp một cái nguy kịch chứ không phải đơn giản. Nếu ông Netanyahu bị truy nã, có nghĩa là về vấn đề ngoại giao trong tương lai của Do Thái sẽ gặp nhiều sự trắc trở. Mà sự ủng hộ của Mỹ và Do Thái thì Mỹ cũng sẽ mất đi cái sự mà kêu là chính nghĩa, mà cái điều đó quan trọng trong cuộc chiến. Đó là bản tin liên quan đến Do Thái. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin Á Châu, mới là bản tin hấp dẫn nhất mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Bản tin Á Châu ngày hôm nay: Nam Hàn đang muốn gia nhập vào tổ chức AUKUS. AUKUS là tổ chức gì? Thì các quý vị biết là AUKUS là cái tổ chức đầu tiên là ba quốc gia: Úc Châu, Mỹ và Anh Quốc. Ba quốc gia đầu tiên với cái mục đích là trao đổi công nghệ về tàu ngầm. Tàu ngầm các quý vị. Đó là một cái hợp đồng mà Úc Châu đã ký với Mỹ và Anh Quốc để yểm trợ cho Úc Châu có thể chế tạo ra tàu ngầm bản thân của mình, về cái công nghệ tàu ngầm hạt nhân. Thì khi chúng ta nói tàu ngầm hạt nhân là tàu ngầm chạy với năng lượng hạt nhân, chứ không có nghĩa là tàu ngầm có vũ khí hạt nhân. Tất nhiên nó có thể trang bị quả tiễn vũ khí hạt nhân, nhưng mà khi chúng ta nói tàu ngầm hạt nhân là tàu ngầm chạy và năng lượng hạt nhân, các quý vị phải hiểu rõ điều đó. Thì nước Úc Châu từ đó tới giờ, Úc Châu không có bận tâm về vấn đề khí tài quân sự, cũng không có đầu tư về vấn đề tàu ngầm, vì tàu ngầm là một cái vũ khí rất là đáng sợ. Nên là bởi vì cái tình trạng của Trung Quốc đang đe dọa đến an ninh của Úc Châu, nên Úc Châu mới bỏ tiền và đầu tư và ký cái hợp đồng béo bở, bỏ Pháp, bắt tay với ông Mỹ và ông Anh Quốc. Thì bây giờ AUKUS nó đã bắt đầu có sự dấu hiệu lớn mạnh. Hiện bây giờ có nhiều thành viên muốn sáp nhập vào AUKUS, trong đó có Nam Hàn, Nhật Bản, Canada, New Zealand là bốn quốc gia nữa. Hiện bây giờ AUKUS đang có cái dấu hiệu thành hình là một cái tổ chức lớn mạnh. Và ông Nam Hàn ngày hôm nay đã nói chuyện với nhóm AUKUS. AUKUS, ông ta muốn sáp nhập. Tất nhiên muốn sáp nhập vào như vậy đó, nó cũng không phải dễ, phải có những cái điều kiện ưu tố và những sự cam kết. Thì hiện bây giờ thì cái tổ chức này nó đang có cái dấu hiệu lớn mạnh, từ 3 thành viên có thể trở thành 7 thành viên trong những ngày kế tiếp. Và ông Canada, ông cũng có tham gia. Ông New Zealand, ông cũng có tham gia. Và Nhật Bản, Nam Hàn đều muốn tham gia. Nhưng mà ông Nam Hàn ngày hôm nay là ông đi cái bước trước. Mấy ông kia ông có gợi ý, nhưng mà chưa có trực tiếp. Mấy ông kia ông có gợi ý là tôi muốn vô. Nhưng mà ông Nam Hàn là ông gặp trực tiếp luôn. Ông nói mà tôi muốn vô bây giờ. Ông Nam Hàn là tôi muốn vô bây giờ. Cái điều đó thì chúng ta đã thấy rõ được là cái bước đi táo bạo. Và cái bước đi này thì tất nhiên là Trung Quốc đã không đứng ngồi không yên. Và Trung Quốc cáo buộc là cái hành vi này là cái hành vi trá hình NATO ở tại Á Châu. Trung Quốc cho rằng là thấy rõ nét là đây là một cái hành vi NATO lấy cái ý tưởng của NATO mà tạo ra tại Á Châu. Và đây là một hành vi mục đích là nhắm vào Trung Quốc. Phía bên tổ chức AUKUS họ bác bỏ cái lời cáo buộc của Trung Quốc. Họ cho rằng chúng tôi chỉ có trao đổi và chúng tôi muốn bảo vệ chung cái trật tự chung ở khu vực để an toàn và trật tự mà thôi. Chứ chúng tôi không nhắm vào ai, cái tổ chức chúng tôi không phải là một chỗ tức,
nhắm vào một cá nhân nào đó, mà chúng tôi chỉ có muốn trao đổi chung về công nghệ vũ khí và chúng tôi có những cái bảo vệ chung về những cái quyền lợi cá nhân của chúng tôi. Thì đây là thấy một cái dấu hiệu rất là rõ, một sự kịch liệt, một sự kịch liệt giữa Trung Quốc, của chú anh em, giữa Trung Quốc và phía bên liên minh của Mỹ. Bây giờ liên minh của Mỹ, bây giờ cái này nó ngầu lắm nè. Vì nếu bây giờ, hiện bây giờ nó chưa sáp nhập nha, hiện bây giờ chỉ có 3 thành viên thôi. Hay, trong tương lai nó là 7 thành viên. Rồi Philippines sao? Singapore thì sao? Chắc như vậy Mã Lai thì sao? Thái Lan thì sao? Nhiều quốc gia khác có thể xin sáp nhập vào. Và nó là một cái liên minh quân sự, và tất nhiên hiện bây giờ nó chỉ có nằm ở trong cái thời gian tạm thời là trao đổi công nghệ vũ khí thôi. Giúp đỡ với nhau tình báo, thiết bị và những cái công nghệ vũ khí. Chứ nó chưa phải là một cái trực tiếp. Nhưng mà đây là cái bước đầu. Mà Nguyên đã từng chia sẻ với các quý vị là trước sau gì NATO nó cũng sẽ thành hình thôi. Ở tại Á Châu. Cái chuyện này không bao giờ tránh khỏi. Trước sau gì NATO nó cũng sẽ có một cái tổ chức tương đương giống như NATO nó thành hình ở tại Á Châu. Chỉ là thời gian sớm muộn. Và August đã đi một cái bước rất là táo bạo. Cái nhóm tổ chức August khởi sự bằng Anh Quốc, Úc Châu và Mỹ. Đã bắt đầu, Nguyên đã thấy được nó đã thành hình, nó đã lớn. Ở Việt Nam mình thì khỏi bàn các bác nha. Mấy bác đừng có mơ là Việt Nam mình vô những cái tổ chức nào. Việt Nam mình là kêu là 4-0 rồi. Đã các bác nhớ cái đường lối của bác Trọng sao? Là cái đường lối cây tre là ở một chỗ thôi, không có nghiêng, không có, ở một chỗ, gió thổi thì nghiêng chút thôi chứ mình vẫn ở một chỗ, lập trường Việt Nam mình vẫn lắm, không đứng bên này chống bên kia, mình chỉ có chống gậy chống mạnh thôi, chứ không chống ai hết, Việt Nam mình là chống gậy chống mạnh chứ không chống ai hết, dù người ta có ăn đấm, người ta có đánh mình, người ta có chửi bới mình, mà người ta có hài hiếp mình thì mình chỉ có chống mạnh thôi, chứ không chống được người ta, mình là 4-0 rồi. Mấy bác không có theo dõi chính trị Việt Nam gì hết. Mấy bác có những hành động như vậy là theo bác Trọng và phản động đó. Vì cái đường lối của bác Trọng đã vẽ rất là rõ là không đứng bên này chống bên kia. Không hùa bên nào hết. Mình chỉ có chống gậy và chống nạnh thôi. Chứ mình không có chống gì hết. Cao lắm là mình chống bao que thôi. Chứ còn chống khác thì mình không có. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình nhé. Hỗ trợ cho chương trình. Đến từ Đài Loan, Mạnh Thường. Thì hiện bây giờ cái tổ chức August đang có một cái dấu hiệu thành hình rất là rõ và Nguyên tin chắc trở thành 7 quốc gia trong những thời gian gần nhất đây. Và Nam Hàn sẽ được sáp nhập vào tổ chức August, trở thành thành viên thứ 4. Sau đó thì sẽ là Nhật Bản thứ 5, rồi New Zealand và Canada thứ 6, thứ 7. Đây là 7 thành viên, là một cái tổ chức đã có 7 quốc gia tham gia. Tất nhiên là sẽ có những thành viên mới kế tiếp, ví dụ những cái quốc gia mà chúng ta có thể tham gia chắc chắn là Philippines nè, Indonesia nè. Philippines, Indonesia, Malaysia, rồi cả luôn Singapore, đó là những cái thành viên có thể trong tương lai có thể được sáp nhập trực tiếp vào trong cái khối August. Nếu họ đạt được những cái tiêu chuẩn mà August họ mong đợi, thì đây cũng là một cái bước đi mới mà chúng ta đã thấy được là ở tại Á Châu chúng ta đã bắt đầu có những cái thành hình, những cái tổ chức thành hình. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Hoa Kỳ nhé. Nó thành hình, đã thành lập và để chuẩn bị cho những cái cuộc đối phó với Trung Quốc trong tương lai. Khi sự bành trướng của Trung Quốc nó quá rõ nét, nó quá rõ nét. Còn nói về Nam Hàn thì có một bản tin mà không có gì mới lạ cả. Cựu Tổng thống Trump đã có lời phát biểu tiếp tục đe dọa Nam Hàn. Nếu mà Nam Hàn mà không có chi trả cái số tiền nó phù hợp cho gần 30.000 binh sĩ của Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn đang bảo vệ Nam Hàn, thì Mỹ có thể rút binh ra khỏi Nam Hàn. Đây không có chuyện gì mới lạ các quý vị. Cái cách mà cựu tổng thống Trump ông ta nói như thế này là Nam Hàn không phải là đất nước nghèo và không có lý do gì Mỹ phải bảo vệ một quốc gia cường mạnh giàu giống như Nam Hàn mà không chịu chi trả cái số tiền nó hợp lý với cái hợp đồng giữa Hoa Kỳ. Nam Hàn không phải là quốc gia nghèo về kinh tế mà cần phải Mỹ ưu đãi. Nên là anh muốn bảo vệ, chúng tôi có 30.000 binh sĩ, 28.000 mấy trăm nha, mà Trung Nguyên nói cho khoảng 30 con số nó dễ. Các anh muốn được bảo vệ, các anh muốn được an toàn, thì các anh phải chi trả tiền bạc nó phù hợp với cái công sức mà binh sĩ chúng tôi bỏ ra. Thì đây là một cái vấn đề mà bác Trump đã từng nói cách đây lâu rồi.
Và bây giờ trong cái giai đoạn bầu cử thì bác Trump lặp lại. Và bác Trump đe dọa rằng là nếu không chi trả phù hợp là ông ra lệnh với ông làm tổng thống, ông sẽ mang lệnh lùi ra khỏi. Đây là cái chiêu trò kinh tế của bác Trump. Bác Trump giỏi nhất là cái chiêu trò đó, là ép người ta chi tiền. Bác Trump là nhà thương mại mà, nên ông đánh tâm lý rất là hay nha. Ông đánh tâm lý rất là hay, ông biết cách làm sao dụ người ta ra tiền, vì ông biết cái tầm đe dọa của Bắc Triều Tiên với Nam Hàn. Thì đó là cái chiêu của bác Trump từ đó tới giờ cũng vậy. Vấn đề của Ukraine, của châu Âu cũng vậy. Bác Trump muốn châu Âu chi cho tiền thì bác Trump, á, tao không giúp đỡ ở châu Âu nữa. Cái chiêu của bác Trump thì nguyên đấu rất bá gành. Các quý vị mới biết là bác Trump là nhà thương mại kinh doanh. Về lãnh vực moi tiền mà chi tiền ép người ta ra tiền, ông giỏi lắm, ông biết cách làm sao. Chứ ông không phải là lùi binh đâu. Vì chiến lược của Mỹ không để cho ông lùi binh, vì chiến lược của Mỹ phải nằm ở Á Châu. Nhưng mà ổng làm như vậy làm gì? Để cho Nam Hàn phải bỏ tiền. Đó. Chứ mà đâu phải là bắt Trump muốn quyết định là quyết định. Chúng ta đều biết Tổng thống Mỹ đâu phải muốn quyết định cái gì quyết định. Nó nằm ở trong cái kế hoạch và chiến lược của Mỹ. Chiến lược của Mỹ là nằm khối Á Châu rồi. Không bao giờ dời đơn giản được. Đâu phải là muốn ông Tổng thống, ông mang lệnh ở đó. Nhưng mà quốc hội họ ngăn chặn lệnh ông thì sao? Nên là cái điều đó đó. Bắt Trump là cái chiêu của bắt Trump là moi tiền thôi. Nguyên đã quá gành cái chiêu lược của bắt Trump rồi. Bắt Trump là thích hù dọa người khác để là người ta bắt buộc phải chi tiền. Đã. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump trong một thời gian đã có. Bản tin nó không gì mới. Lần đây lặp lại thêm một lần nữa. Vấn đề châu Âu cũng vậy. Bắt Trump nói tao cắt đứt bang giao cho tụi bay đó. Nếu tụi bay không chi tiền 2% GDP vào. Đó là cái chiêu bài mà bắt Trump thường xuyên ép người khác bỏ tiền, mà bắt Trump cho là cái sự nó không công bằng. Nhưng không phải là bắt Trump nói cái gì cũng đúng nha. Mình nói thẳng. Thí dụ bắt Trump cách đây không lâu, thì bắt Trump đã lên trên cái đài của Mỹ và bắt Trump nói rằng là kêu gọi châu Âu phải bỏ tiền tương xứng với Mỹ để bảo vệ cho Ukraine. Và bắt Trump nó kêu là chúng tôi năm 2024 mới vừa ký cái 61 tỷ mà châu Âu phải bỏ tương đương như vậy. Nhưng mà bắt Trump đâu có biết là người ta đã bỏ 100 tỷ rồi. Châu Âu người ta đã bỏ 100 tỷ thôi. Nên là nhiều khi những lời nói bắt Trump không phải cái nào nó cũng là chính xác. Nhưng cái nào nó chính xác thì mình phải nói nó chính xác. À, cái nhận định mà Nguyên đã phân tích là cái số tiền Mỹ giúp đỡ cho Ukraine nó thấp hơn châu Âu giúp đỡ nhiều. À, nhưng mà bác Trump thì bác không biết bác lấy thông tin ở đâu và nhận định như thế nào mà cứ vẫn cho rằng là châu Âu giúp ít hơn Hoa Kỳ. Nguyên đã phân tích rất là nhiều lần. Cá nhân quốc gia thì Mỹ là người giúp đỡ nhiều nhất. Nhưng nhóm đoán phái là châu Âu là người giúp nhiều nhất. Nếu một cái tổ chức thì châu Âu là người giúp tiền nhiều nhất. À, cái châu Âu là người giúp. Còn cá nhân quốc gia, thí dụ là giữa Mỹ và Pháp, Mỹ và Anh Quốc, đúng. Cá nhân á. Nhưng mà các quý vị không thể nào so sánh cá nhân quốc gia một cái đất nước Mỹ với quốc Pháp được. Dân số Mỹ là 300 triệu dân, đứng hình cái nền kinh tế hàng đầu của thế giới. À, và chúng ta không thể so sánh gì được. À, nên là nguyên tại sao Nguyên nói là nếu về châu Âu á, thì là châu Âu là cái quốc gia giúp đỡ Ukraine nhiều nhất về trong vấn đề quân sự. Về kinh tế quân sự là giúp đỡ nhiều nhất. Sau châu Âu mới là Hoa Kỳ. Và cái con số tiền giữa châu Âu và Hoa Kỳ đó là một con số tiền cách biệt rất là lớn, chứ không phải là con số tiền nhỏ. Nên là nhiều khi Nguyên nói lời phát biểu một vị tổng thống không phải lúc nào phát biểu cũng đúng. Cái nào đúng thì mình nói đúng, cái nào sai thì mình phải chấp nhận nó sai. Vì mình mới biết, mình mới sửa chắc như vậy. Mà cứ ổng cái gì cũng cho là đúng là chết. Có khác biệt gì mình đi sai con đường của đảng độc tài đâu. Mình tôn thờ một người lãnh đạo một cách mù quáng kiểu đó là không được, không được, không được, không được. Cái đó là không phải là lập trường chính trị của Nguyên từ đó tới giờ. Nguyên không bao giờ có những cái tư tưởng đó. Và nghĩ là ai, ổng có điều xấu thì mình đừng có nói. Cái chiều đó Nguyên cũng không chơi. Cũng giống như chiến tranh Ukraine vậy đó. Cái tốt thì Nguyên nói tốt, xấu thì nói xấu. Chiến trường thắng thì thắng, bại thì bại. Mình phải có một cái quan điểm lập trường, chứ mình không thể là mù quáng và mình cái gì cũng thấy đẹp hết là không được. Cái đó là Nguyên thấy là mình đi sai đường. Và mình không khác biệt gì, mình đang giống như lãnh tụ là tuyệt vời, không có cái gì sai hết. Chỉ có đúng thôi, là nguy hiểm lắm. Cái đó là nguy hiểm lắm. Và bây giờ thì tiếp tục bản tin mà Trung Nguyên chia sẻ cùng các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến Á Châu chúng ta, đó là Philippines. Ngày hôm nay thì Philippines đã công chiếu lên những cái hình ảnh
và Trung Quốc đã dùng voi rồng tấn công vào những chiếc tàu của Phi. Phi đã triệu hồi lãnh sự của Trung Quốc lên mà khiển trách. Giữa Phi và Trung Quốc càng ngày càng kịch liệt. Ông Phi, ổng chịu chơi. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan. Ông Phi, ổng chịu chơi. Ông Phi, ổng như vậy đó. Ông yếu các vị. Phi không có giàu. Nguyên đến Phi rồi. Ngày xưa Nguyên nghĩ là Phi giàu lắm. Chắc là Phi phát triển lắm. Nhưng không, trời ơi. Không. Nguyên nhìn cái thành phố Phi, thủ đô Phi thì có thực tế các vị là nó chưa phát triển gì cả. Đất nước còn nghèo lắm. Nhưng mà Phi lại rất là cứng rắn. Cỡ này Phi là mãnh liệt với Trung Quốc lắm. Và nhờ cái hành động của Phi nó đã dẫn đến cái sự liên minh với nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ cho chương trình nhé. Thì đó là một cái điều mà tuyệt vời các quý vị. Nguyên không ngờ cái điều đó. Phi là một cái quốc gia nhỏ, nhưng mà bây giờ Phi đã trở thành một cái mấu chốt và kéo gọi nhiều quốc gia trên thế giới đem lực lượng tập trận ở tại Biển Đông. Cả Pháp, Anh Quốc và nhiều quốc gia khác bắt đầu càng ngày càng nhiều bắt tay với Phi để mà thường xuyên tập trận, để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Và bây giờ thì bắt đầu Nguyên nghĩ là ít hay nhiều, người ta bắt đầu thấy cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Đó là một cái điều Nguyên thấy nó cần thiết và thấy rõ các quý vị ha. Càng ngày càng lớn và bắt đầu người ta thấy cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc, người ta lo. Và người ta bắt đầu có những hành động cực kỳ cứng rắn với Trung Quốc. Đó là tin mừng đó. Tin mừng cho Việt Nam mình. Việt Nam mình là 4-0, ăn không, ở một chỗ không có lên tiếng gì hết, mà mình cũng hưởng lợi. Khi Trung Quốc cái lưỡi bò nó bị bắt bỏ thì mình cũng là người được hưởng. Đó là bản tin liên quan đến Phi.